gửi đến tất cả các giang hồ mạng, giang hồ mõm và giang hồ ngoài đời nhá. Xăm à? Xăm thì ai chả xăm, đúng không? Hồ báo được với ai? Ở xã hội này hầu như là xăm phần nửa, già nửa chứ không phải phần nửa, ai chả xăm. Nhưng mà nhiều người nói là xăm chỗ hồ báo, nhưng mà không phải, xăm chỗ thay đổi cuộc sống, không phải. Nói chung nó chỉ là nghệ thuật thôi, nó là một nghệ thuật, nó không thay đổi được số mệnh của mình, nhưng mà nó cũng là một phong thủy, cũng là một nghệ thuật, nó làm khác cuộc sống của mỗi con người. Thời gian luôn luôn không đợi mình, thời gian luôn trôi, cuộc sống luôn luôn trôi. Này, xăm chỗ ai chả xăm. Đó, xăm chỗ thì mình cũng xăm, nhưng mà nói thật với tất cả anh em, giống như lúc trước mình suy nghĩ bảo là đi xăm sẽ thay đổi được vận mệnh, nhưng mà sao mình vẫn chưa thể giàu được, sao cuộc sống mình vẫn thế, nó chưa thay đổi được cái gì, hình xăm chưa thể nói lên được tất cả. Đó, đúng không? Bởi vậy từ trước đến giờ giang hồ cứ xăm lên mình và là ta chính là ông trùm, ta chính là đại ca của chúng mày, chúng mày nhìn thấy ta chúng mày phải gọi tao là anh cả. Đấy. Gọi gọi đại ca đại củng. Đấy, cứ xăm chỗ lên người để cầm trùm, nhưng mà thực chất phải có thế, có địa, có vị trong xã hội. Đấy. Yêu bài xăm chỗ là được đứng top 1 hay là đứng làm đại ca nha.